Tường Vi xin mến chào quý vị khán giả của chương trình Ước mơ của em. Các bạn nhỏ thân mến, chương trình Ước mơ của em kỳ này rất là đặc biệt vì nhận được rất nhiều thư các bạn nhỏ. Trong đó có một bức thư bày tỏ ước mơ rất là đáng yêu. Và ước mơ của bạn tuần này là gì? Thì chúng ta hãy cùng gọi điện cho hiệp sĩ trước nha. Alo, xin chào Tường Vi. Xin chào hiệp sĩ. Nói đúng hơn là đang chờ ước mơ của tuần này đúng không? Đây là ước mơ của bé Hồng Gắm 10 tuổi tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bé đã viết là: các cô chú hiệp sĩ ơi, con có một chị hai học lớp 10 ở dưới Trà Vinh. Con rất thích ca hát và con là lớp phó văn thể Mỹ. Nhưng chị hai của con thì chưa bao giờ nghe con hát. Con muốn thu âm một bài hát để gửi về quê tặng cho chị hai. Để lỡ chị hai có nhớ con thì sẽ bật đĩa lên để nghe. Các cô chú giúp con cảm ơn nhiều lắm. Ủa, sao hiệp sĩ im lặng vậy? Không, Thủy Trang thấy là ước mơ của bé cũng khá là dễ thương. Nhưng mà Trang thắc mắc là không biết tại sao lại hai chị em lại ở xa nhau nhở? Chuyện đó thì hiệp sĩ phải tự tìm hiểu thôi. Quý vị và các em thân mến, sau khi nhận nhiệm vụ rồi thì bây giờ Thủy Trang đang có mặt trên đường An Phú Tây, Hưng Long, quận Bình Chánh để tìm đến nhà của bạn Hồng Gấm để giúp bạn ấy thực hiện ước mơ của mình. Em chào chị ạ. Cho em hỏi đây có phải nhà của bé Hồng Gấm không ạ? Và chị là mẹ của bé Gấm ạ? Theo như bức thư mà em Gấm gửi về chương trình thì hôm nay em đến đây để giúp bé Gấm thực hiện ước mơ của mình. Cho em hỏi là nhà mình là có nhà chị con mấy bé ạ? Ba bé, tại vì chị em cách xa, hồi đó chị khó khăn nên chị gửi nó về ngoại. Dạ, ngoại nhà mình ở đâu ạ? Ngoại ở Trà Vinh đó chứ. Vậy là mấy chị em đã phải xa nhau từ nhỏ ạ? Khi mà chị nghe được là bé có một cái ước mơ như thế, chị nghĩ gì? Chị cũng mong cho bé được ước mơ như vậy mà. Nhưng mà bao nhiêu lần là đòi đi ra Sài Gòn học hát, đặng con có lên TV, đặng con gửi tặng cho chị. Bao nhiêu lần em không có được nhận được ước mơ này, bé đòi đăng ký đi. Chị có định là một lúc nào đó thì sẽ để cho ba chị em có thể quây quần sống cùng với nhau mà. Có muốn, rất muốn, nhưng mà tại vì bé đó mới với cha mẹ rồi. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên là Hồng Gấm. À, Hồng Gấm. Hồng Gấm có biết là hôm nay có một chương trình đến ghé thăm nhà mình không? Dạ không. Tại sao mà em lại muốn làm tặng chị của mình cái món quà như vậy? Tại vì chị hai rất là yêu em và em cũng mến chị hai. Mình có hình ảnh của chị hai không? Tại vì có hả? Cho chị xem với. Chị hai đây à? Dạ. Đây là chị hai lúc mà mấy tuổi? Dạ, còn lên lớp 7 ạ. À, đây là Hồng Gấm và đây là chị hai. Dạ. Nhìn hai chị em giống nhau ha. Mẹ cho con đi thực hiện ước mơ. Cảm ơn mẹ. Thôi bây giờ tranh thủ vào lúc ngồi đi chờ mưa thì mình sẽ làm một số việc nhá. Em sẽ định hát bài gì nhỉ? Dạ, hát bài Lá Thề Ước Mơ, bài Về Quê Nào Em, Niềm Vui Của Em. Bây giờ mình có nhiều bài hát quá, mình đi chọn bài nào bây giờ ta? Lá Thề Ước Mơ đi chị. Alo. Alo, chị Nga nha. Chị Nga hả? Con muốn là làm một cái đĩa đặng tặng cho chị hai con nhân ngày sinh nhật. Trời ơi, không biết sao được đâu mà con. Bây giờ gấp quá như thế, cô đâu thể nào mà sắp xếp được ngay. Cô, nếu mà thứ bảy chủ nhật tuần sau thì sinh nhật của chị hai con qua rồi. Chị rất là muốn giúp nhưng mà bởi vì là chị đã kín lịch hết rồi. Chắc là giờ này anh ấy đang quay rồi. À, thì sáng nay là bên phòng thu của Nhung có rất là nhiều lịch thu rồi. Nếu mà bé muốn thu thì để tối được không? Bây giờ có rảnh không? Bên Trang đang có một cái chương trình muốn thu trong ngày hôm nay được không? Trong ngày hôm nay thì không được rồi. Sáng giờ là thì liên lạc nhiều rồi.
không có ai giúp được mình hết. Thì bây giờ mình phải tự đi đến những cái phòng thu đó. Bây giờ nha, cái phòng thu này á là chị không quen đó, nên là em phải tự vào em xin. Chào em. Ủa em đi với ai? Dạ em là đến từ chương trình ước mơ của em, nên em muốn thực hiện ước mơ. Ước mơ của em là gì? Dạ được thu âm để dành cái đĩa để tặng cho chị hai của em. Vậy hả? Khoảng 1:30 là có khách. Thì nhưng mà anh sẽ du di cho em, anh sắp xếp cho em là từ bây giờ là 12:30 chơi 1 tiếng thôi, kịp không? Kịp. Cúp điện rồi. Mình sẽ thử đi đến một chỗ nữa. Và đến đó mà không được nữa thì báo tay. Và chúng ta sẽ về nhà. Dạ. Mình ở đâu rồi? Trên cái đường Hoa Sứ nó có một cái phòng thu. Cái phòng thu có tên là gì chị nhớ không? Huy Huy á. Dạ em đi tìm chị. Cảm ơn chị nha. Dạ rồi em chào chị, cảm ơn chị. Rồi. Chị đọc nè, cái địa chỉ ở cái phòng thu của nó là phòng thu anh Huy nha cưng. Dạ anh Huy số 16 đường Hoa Cúc. Anh có thể cho em thu cái đĩa? Con 9 tuổi. Nhân ngày sinh nhật thì con muốn làm một cái đĩa để tặng cho chị hai con. Để chị hai con cứ lấy ra mà nghe. Chú giúp con, chú. Giúp con thì cái chuyện chú giúp con thì chắc chắn là chú sẽ giúp. Nhưng mà bây giờ phòng thu thì lúc nào cũng có khách hẹn giờ để thu hết á. Dạ. Cho nên mà tới ngang như thế này thì không có cách nào để mà sắp xếp giờ thu cho bé được hết. Từ giờ lúc mà khách của chú vô thì bây giờ chú có thể cho con làm được không chú? Giờ còn khoảng 10 phút nữa là ca sĩ của chú tới thu rồi thì làm sao con thu đây? Cho nên nếu mà bây giờ con muốn quyết tâm thực hiện được ước mơ dành cho chị của con thì con có thể đợi đến 10 giờ tối không? Bảy tiếng đồng hồ nữa. Chú sẵn sàng chú thu cho con đến khi nào con hát đạt thì thôi. Con sẽ ngồi đây đợi. Chú có một cái tin mừng là chú báo cho con một cái tin mừng như thế này. Là ca sĩ mới gọi điện cho chú xin hồi lại. Là họ xin hồi là ngày mai họ mới thu. Thì bây giờ cái giờ người ta thu, bây giờ chú sẽ dành chú thu cho con. Khi con hát một ca khúc, con phải đổ dồn cái cảm xúc con vào cái ca khúc đó. Thả hồn mình vào ca khúc đó. Và đặc biệt đây là bài hát theo chú biết là con hát để con tặng cho sinh nhật chị của con đúng không? Dạ. Thì con phải nghĩ về chị và đổ hết cảm xúc của mình vào cái ca khúc. Hồi nãy chú nghe con hát có những từ con phát âm chưa tròn vành rõ chữ. Thì một lát nữa trong quá trình thu chú sẽ chỉnh sửa cho con. Là màu xanh lam hay lá đau lành, là thuyền của em quý vô gần, bạn bè của em ở biết bao miền, đẹp màu mắt sáng tràn đầy ước muốn, biết bao yêu thương đón em vào đời. Chị, em muốn dành tặng bài hát Những Lá Liễu Ước Mơ để tặng cho chị nhân ngày sinh nhật. Nào bạn lời đây ngắt lá xem thuyền, hà dòng ngược xuôi đi biết bao miền, bạn bè cùng vui theo những lá thuyền, thuyền chờ về đâu những ước mơ ngoài, là màu xanh lam hay lá đau lành.
Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn con rất là nhiều. Rồi, bây giờ mời con ra đây. Cảm ơn chú. Rồi. Chị hai. Được chứng kiến những tình cảm của hai chị em nhà bé Hồng Gắm, chắc hẳn quý vị cũng như Tường Vi đều có một mong muốn, một ngày nào đó hai chị em sẽ được sống cùng nhau dưới một mái nhà để tình cảm gia đình thêm trọn vẹn, đúng không nào? Qua hành trình ước mơ của bé Hồng Gắm, chúng ta lại càng thêm quý trọng những tình cảm quý giá từ những người thân của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Chị hai kính mến, đã lâu hai chị em mình không được gặp nhau. Dạo này chị có khỏe không? Còn em thì rất khỏe. Còn việc học của chị sao rồi chị yêu? Em mong kỳ thi lần một sắp tới đây, hai chị em mình phải cố gắng đạt được điểm cao để đem về khoe cha mẹ nha chị. Em mong hè này chị em mình sẽ được gặp nhau và cùng chị đi du lịch nha chị. Em của chị hai, em nhớ chị rất nhiều lắm. Tạm Nguyễn Thị Hồng Gắm.